Rồi bây giờ đây mình rút cái ống nạn này trước đây. Đây khui khui các bạn ơi, có gì không nè. Cái giai đoạn này mình bỏ lá lốp là gió các bạn, nó thổi đi là mấy nhà hàng xóm là thao thức vì em luôn. Đó, đố anh em biết hôm nay mấy anh em mình làm món ẩm thực gì không? Đố anh em, nếu anh em nào đoán trúng thì mình sẽ thả tim cho anh em nhiều luôn nha các bạn. Đó, cái món này là những thời chiếc nhít trở về trước các bạn ơi, từ 7x, 8x, 5x rồi, mấy chú mấy bác rồi á. Mà biết khi đào trùng là biết cái chương trình gì đâu các bạn ơi. Đào nhiều không ơi? Đó, wow, quá là trùng luôn à. Cạo lên phải đóng. Tự nhiên cái này đào trùng thắc mắc là làm cái gì ta? Bí mật. Chú sẽ làm một món ẩm thực độc lạ. Con biết dạo này mấy bên mình chuyên gia ẩm thực độc lạ mà con. Tự nhiên đào trùng cũng thấy hơi thắc mắc nha. Thắc mắc hả? Nay ăn trùng dầm. Đó, đào nhiều đây mấy đứa. Nay ăn trùng thả dầu. Chắc một số anh em nào thấy mình đào trùng rồi là chắc biết mình sẽ làm clip nội dung về nha các bạn. Không phải đi câu cá đâu nha các bạn ơi. Biết trùng thả dầu không? Ăn bao giờ chưa? Đào nhiều đây mấy đứa ơi. Đó, đào càng nhiều càng tốt. Đó, mấy trùng nhương lương nghe hậu ơi. Nhương lương luôn. Đó, xe tiếp rồi. Đó, anh em thấy không? Trùng to luôn. Đó, quá chừng luôn. Trùng này mà đi bắt câu cá mới là cũng dạng đỉnh các bạn ơi. Càng nhiều càng tốt mấy đứa ơi. Càng nhiều thì nó càng hiệu quả. Này chắc anh em không biết làm món gì đâu. Tiếc cũng chưa biết luôn rồi Tiếc. Bí mật. Bật mới nhẹ cái được. Phải không? Bật mới nhẹ hả? Bật mới nhẹ. Chú sẽ làm một món mà liên quan tới con gì nó ná với con trùng à. Con rắn phải không? Rắn hả? Nó trơn trơn không? À. Biết không? Biết con biết rồi đó. Biết gì? Con lương. Con lương đào trùng làm gì ông thằng? Đó. Lương nó cũng ăn trùng chứ. Không phải đâu đó, mới đào một chút xíu này. Anh em thấy không? Quê mình ra mấy chỗ nào ẩm mà có lá cây đồ nó phủ á là nhiều trùng á. Mà trùng mùa đây nhiều với mùa hè là kiếm con trùng mà đi câu cá rất là khó luôn các bạn ơi. Trùng đào mấy cuốc mà cái đóng rồi. Xíu nữa mình sẽ bỏ muối vô nha các bạn. Bỏ muối cho con trùng nó chết đi. Xong mình hấp. Xem hôm nay mình sẽ đem đi hấp xả. Ăn trùng hấp chưa? Nó sẽ nghe rung cái tay của ta. Đó. Quá chừng luôn đó. Má cào lên quá trời luôn. Nghĩ đào một ụ ngay chỗ đây nữa là đủ hậu à. Ngay khúc này. Quá trời trùng luôn. Trùng mà đi hấp xả thấy rung cái tay. Ngon á. Nhà Tiết nhà con nuôi trùng sao từ từ đi. Nuôi trùng sao nhiều với con? Mấy con trùng này con nuôi á mỗi ngày con cho nó uống nước ăn cơm mà. Dạ. Lấy nước cơm ra đổ hay sao? Đúng rồi, ngày nào cũng lấy nước cơm ra em đổ cho nó ăn uống luôn á. Hàng gì mập ú tét rồi. Anh em mình mới đào một xíu mà quá chừng luôn. Đào có gần gấp đôi nữa là đủ á. Chiếc hồi giờ chưa ăn trùng hấp xả nè. Chưa. Này ăn cho biết đi. Hồi trước em nghe nói trùng hoa nó bún ngọt lắm. Phải không? Nấu hủ tiếu. Nấu hủ tiếu. Phải không nha ông thằng? Phải chú, chứ con đọc báo nghe nói vậy. Hôm nào để tầm cỡ 5-7 ngày nữa các bạn ơi. Ở quê mình bắt đầu ruộng nó xả là nước rồi, bây giờ cái hàng đập á, người ta đóng nước là nước nó không có dâng lên dâng xuống nữa. Hôm nào mình sẽ xuống dưới mình kéo bèo ra mình dâng một lỗ to như cái nang á. Mình làm sẽ đi cắm câu cá lóc. Cắm câu cá lóc. Đúng rồi, cái mùa đây là quê mình thường cắm câu cá lóc là mùa đây này, mùa vừa xả sang mà. Là người ta đóng cái cổng đập á là nước nó không có dâng lên dâng xuống nữa. Chứ bình thường là mình kém là ban đêm mình kém cái mực nước tối người ta xả ra cái nó bị giật mực nước xuống là nó hẻm hết nhá lên trên đó. Nên cái mùa đây thích hợp đi kém câu nè các bạn ơi. Đập ra lấy cỡ trởn cuốc đập ra cho ông Tiết chứ hậu. Tiết ăn được không?
Đó. Món này em xin nhường anh Tức. Đập á, lấy cuốc đập trời anh cuốc á. Trùng mập 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 mập. Chấm câu mà con nào con nấy mà kém cái dài các bạn. Phê. Sau một thời gian mấy anh em đào tầm có 15 20 phút rồi các bạn ơi. Anh em thấy khá nhiều không? Tầm có 2 kg à. Kg mấy 2 kg á. Mình nhớ hậu nhớ lúc đầu nãng mấy anh em mình mua trùng câu cá không? 10 gì mấy ngàn con á. Đó, 10 ngàn con á. Bán hình như hầu đấy là 30 ngàn một lạng hay sao á. Ở trong Sài Gòn bán lạng á. Em mua câu cá cũng 10 ngàn con. Vậy để anh đào trùng giờ anh ship cho trạm bán cái tiền nha. Bán như sao? Thấy con nuôi trùng hợp lý chưa? Hợp lý. Bây giờ trùng mình đã đào xem rồi nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ muối vô. Trùng vậy là anh em biết làm gì rồi đó. Vậy là anh em biết làm gì rồi đó. Trùng bây giờ bắt đầu nhả nhạt các bạn ơi. Nhả. Đó. Các bạn ơi. Mình đó, để xì nhất rồi. Mình để đây tầm có một tiếng cho trùng nó chết đây nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tiết lộ cho các bạn. Nói chung mà đa số mình làm cái tới công đoạn này thì mình nghĩ khoảng 80% là mấy anh em khán giả là biết mình sẽ đi bắt con gì rồi nha các bạn. Để xíu mình sẽ tiết lộ kỹ hơn nha. Đó mình bỏ muối một xíu là trùng nó yếu lần nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để con trùng nó hơi ương nhẹ một xíu, sau đó mình sẽ đi ba chấm nha các bạn. Bắt con tôm á. Đúng rồi. Này hồi xưa ba hay làm nè. Lúc trước bè hôm mà đi thả người ta gánh cả một lúc hai đôi gánh luôn. Bè hôm là đi đánh bắt con kia là nhiều lắm này. Nhà em cũng hay làm mà. Đúng rồi. Nhà em ba em hồi xưa ba mình hay làm cái này lắm. Đi theo ba cũng ghiền lắm. Bây giờ mình đợi trong vòng tầm cỡ 1 tiếng rưỡi cho trùng nó ương đây nha các bạn. Sau đó mình sẽ đi quay clip tiếp theo cho bạn xem. Sau 49 ngày nha các bạn. Mình đã được một hỗn hợp rất là ngậy. Đỏ hết lên ha. Chính xác. Bây giờ mình sẽ bỏ mồi vô ống nha. Hôm nay mấy anh em mình sẽ đi đặt ống trúng nha các bạn. Có cái vành sau này có vành xong rồi anh Toàn hay sao vậy? Không phải. Đó. Bây mình sẽ bỏ mồi vô. Đó, trùng này trùng cũ này, mình mới mượn ấm của ông anh hàng xóm. Bây mình sẽ bỏ mồi vô đây nha. Đó. Chú quay lại để con đậy nắp. Cái nguyên lý của cái ấm trúng này các bạn ơi, khi con lương á nó chung vô cứng vậy. Vô làm hơi bóp. Nói chung vô thì nó sẽ ra không được nha các bạn. Hơi cứng nè. Đây nè. Em thấy không? Khi con lương nó chung vô nè. Nó chung vô thì cái đây nó sẽ nở ra. Vì con lương nó có chất cái độ nhớt á các bạn. Đó. Cái này nó sẽ nở ra. Rồi khi nó chung vô trong khi nó ra này không bao giờ được nha các bạn. Còn cái phần dưới đây nè. Mình làm sẽ xoa một cái lỗ. Để con lương nó khi nó vào là nó không bị ngộp nước nó chết nha các bạn. Đó. Xong rồi. Điểm gì không biết. Gãy đũa là nhiều quá. Lương nhiều ăn gãy đũa. Đó. Sẽ bỏ ra đây. Một ống mình bỏ tầm 7-8 con lương. Đó mình nhận lại. Khi mình đặt á là mình sẽ mình đặt cái ống cái miệng ống nó sẽ ở dưới. Còn cái đít thì nó sẽ dính lên trên nha các bạn. Để cho con lương nó không bị ngộp. Thiên lương chung vô là lụm đầu rồi. Đó. Mai mình lương mình làm mấy món ta? 8 món rồi. 7 món, 8 món. 4 món thôi. Nhiều lương quá, biển nhiều quá chứ nói gì nữa. Không biết làm món gì đây chứ. Sau đó chiều mình sẽ đi thả rồi sáng mai mình sẽ đi thêm nhân mọi người. Trộn đều lên cho nó thấm gia vị. Lúc trước mà mình còn học cấp 3 các bạn ơi, là mình cũng thường hay đi thả ống lương lắm. Mà bây giờ người ta đi rà nhiều quá, bây giờ lương nó cũng khan hiếm lắm. Giờ lương cực kỳ hiếm luôn, kích thủ nhiều lắm. Mà ông anh mình mượn ống này, mà bữa ống là ống gần 50 ống luôn các bạn ơi. Mà cứ đi đi thả
cái người ta thấy cứ đi vô trộm hoặc là mấy người đi 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 kích điện á, người ta thấy người ta trút lương người ta lấy chứ người ta lấy ống luôn. Lạ vậy chú. Ừ. Nên nè, cái này mình thả là mình phải đi y như đi ăn trộm rình rình mò. Thả là đi lén lén mà. Ừ, đi lén chứ không là người ta phát hiện là tối người ta đi vô trộm các bạn. Mình phải đi cái cười duyên. Đúng rồi, nó hơi cứng à. Cái nó cứng chạy mà, chạy nó mình ra mình gỡ lại. Bình thường là mà mấy anh em mà thường thả vô đây là có một cái cây nè, xoay lỗ để ghim dưới đất, còn ống đây là mình làm bót luôn, là không cần ghim cây. Ghim cây là ghim cây ở dưới phía dưới đây nè. Hồi xưa là thả ống chấm bằng tre á. Đúng rồi. Mà ống tre thì nó cái độ bền nó không có bằng ống nhựa các bạn ơi. Ống tre thì một thời gian cái nó nứt hết. Nó cái tuổi thọ thì nó không có bền. Hồi xưa bác Tám có hay thả không ạ? Có. Thì ba em thả nhiều lắm, ba em... Trong lúc trước là chưa có kích điện nên lương rất là nhiều luôn. Bây giờ lương nó hơi bị hiếm, rất hiếm luôn. Lâu rồi mới đi là cái trò này nè. Con lần có đầu tiên thấy vậy luôn á. Lần đầu tiên thấy luôn hả? Hơi cứng nha. Đây em thầm. Ống ở đâu? Mình cũng được tầm gần 30 ống á các bạn ơi, hai mấy ống á. Để đi rồi nhớ ống với bè hôm đi cũng cái bộ mình thả 30 ống cái sáng nè. Còn hai mấy ống, ống 20 ống á. Là do mình quên hay chú? Một phần quên với một phần bị người ta lấy. Bây giờ mấy anh em mình sẽ cho hết mồi vào ống nha. Rồi chiều mấy anh em mình sẽ đi lên những cái ao muống đâu á, à những cái đường mương á, mình sẽ đặt ống ở chỗ đó nha các bạn. Rồi bây giờ cũng trời cũng sắp tối rồi các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đặt ống khu vực đã muống đây tầm có 2-3 cái thôi. Rồi mình sẽ đi rải ống hết mấy cái điểm nào mà mình tình nghi là có lương nhân các bạn. Đó, kém nè. Ống này mà kém là mình để cái lỗ thở nó lên phía trên nhưng không là con lương cái nó sẽ bị ngọt chết. Rồi đây mình sẽ nghỉ trang lại nha. Nghỉ trang chứ không mà mấy rà thú á. Đó, mình sẽ để ống cái miệng ống sát với bùn nha. Rồi. Một ống. Ao này thấy ổn á. Những cái ao này gọi là xác suất có lương rất là cao nhưng sợ là rà thủ ra nhiều rồi. Bây giờ số lượng lương sẽ không có các bạn ơi. Rồi, mình vô phía trang mày thử coi. Cái gì hả? Rà lương hả? Ta rà lương nó chết. Thế là mình giờ mình đang đi làm cái gì? Cắm câu luôn. Cắm câu luôn. Ấy. Ui. Dạ. Hay quá. Chung mà mình đi vô đây à, mấy cái địa hình này hơi bị cực nha các bạn, gai gắt nhiều lắm. Thả đây à, tối nó có nó bay mùi lương nó vô nó lụm. Nguyễn lùm gai cẩn thận anh ơi. Ấy, nước hơi bị sâu nha các bạn. Sâu quá. Đặt đây sợ những rà thủ à. Rà thủ đi rà là vậy, ống dễ bị mắc á. Mình sẽ nghỉ trang lại nha. Nghỉ trang không lại là ống mắc thì nó không quan trọng mà sợ không có clip để quay cho anh em xem. Đó. Nghỉ trang lại thật kỹ nha. Coi thử cái đầu nó sát bùn chưa. Đó, hai ống. Mình sẽ đặt ngay khúc đây còn tầm có một ống nữa. Cái khu đây lúc trước á là mình đặt ống là có lương nha các bạn.
nhưng sợ khu đây rà thú nhiều quá. Thời gian trước là hình như là lúc nào đặt ở khu này cũng có lương. Rà thú nhiều rồi, mình sợ rà thú nhiều nên lương khó có. Tại anh còn đi với ba anh đi rà lương, đi đặt ống chấm lương, đặt một ngày có mấy ký lương. Hồi lúc trước là không có rà, trước là ống chấm bằng tre á, đặt lần về vũ cứ vũ tới chờ tới buổi sáng đi vũ ống chấm lương mà có khi một ống mấy con lương này. Đó. Rồi ống mình đặt bốn con, mình đặt trước qua con là đặt ống con, mình đặt khu đây có tầm 3 ống thôi các bạn ơi, kỹ càng. Đó. Khu này mà đặt 3 ống mà sẽ rải, khu này mà tịnh nghi là mình sẽ đạt hết 27 cái ống ống trống nha các bạn. Rồi mấy anh em mình sẽ đạt thêm mấy ống ở khúc đây nha các bạn. Đó, canh cái nước nào nó xếp này. Đây còn sớm quá mà đạt dễ bị phục kích lắm các bạn ơi. Dễ bị phục kích lắm nha. Này sợ kích thủ thôi chứ sợ gì. Kích thủ nguy hiểm lắm các bạn ơi. Phủ nghĩ trang lại nha. Nghĩ trang lại chứ không là xem luôn á. Người ta kích thủ ở đây là gọi là cao thủ nha. Đó. Khu đây mà đạt 2 ống đâu. Điểm này thấy ít ngon, mình sẽ tìm những cái điểm nào mà ngon tin tưởng thì mình sẽ đạt ống nhiều hơn nha các bạn. Rồi tiếp tục mình xuống cái khu đá muốn này nha các bạn ơi. Không biết là có nước cạn quá. Lương nó hay ở mấy cái đá muống bùng. Mình nghĩ ra nha, nghĩ ra không kỹ là sẽ bị mất ống nha. Hầu ở trên bờ không cần xuống nào rồi. Nghĩ ra lại các bạn. Thế không là mai là mất cả chị lẫn chài luôn á. Nước khu này nó cạn rồi các bạn ơi. Khu này nó hơi cạn rồi. Đây, đặt khúc này đặt ống rồi. Đánh mấy khu này thử có không? Cái hố này hơi sâu quá. Sau sẽ đưa vào gần bờ. Sau chút cạn nha. Chúng mà hy vọng là mai sẽ có lương để quay clip cho mọi người xem. Tiếp tục mình tìm những điểm nào đẹp đẹp mình đánh tiếp nha các bạn. Rồi anh ơi, anh em mình đã thả hết 27 cái ống lương rồi nha các bạn. Bây giờ mình đợi kết quả sáng ngày mai nó như thế nào nha. Hy vọng là sáng mai sẽ có 5-7 con hoặc chục con để làm clip cho anh em xem nha. Bây giờ hy vọng là có nhiều nha má sếp. Con hy vọng là một ống chục 3 con thôi, không có con gì nhiều. Rồi bây giờ anh em mình về tắm rửa chứ sáng sớm nha anh em mình lộ trình, bây giờ người dơ quá đâu. Bây giờ anh em mình đợi kết quả sáng ngày mai nha. Rồi bây giờ là 5 giờ sáng nhưng các bạn bị mấy anh em mình tranh thủ đi gỡ ống trúm, với bây giờ mình gỡ trễ là mấy người đi đầm đồng ruộng với đi cắt rau muống là phát hiện ống là sẽ bị hack nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mấy anh em quay cầm theo cái thùng nào, thùng có lương mình trút ra luôn. Thấy lạnh nè. Tiếc ở bờ đây con. Ống đầu tiên biết có gì hôm nay.
có nước chảy riu thường là có nha các bạn. Thiệt á. Trời ơi. Có. Trời ơi, ông này phải 4-5 con. Trời ơi. Rông này. Ồ, ống này nhiều lắm á. Ống này nhiều. Ống này ít gì phải là 3 con các bạn ơi. Thôi các bạn ơi, mình nhìn cái điểm này là biết điểm nắng mà. Mấy nay quên cầm cái thùng trút cho mấy anh em xem để chắc chạy 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 về lụm cái thùng để trút cho anh em xem quá. Bữa nay hôm qua đẹp mấy ống bóng ống không hả? Hai ống. Sao hai ống được? Từ hai ống mà. Ba ống. Ba ống anh sau lấy thêm ống nữa. Đây khúc đây có một đây đám rêu nghẽ đây có một ống nè. Ống khi nào đây có rêu anh bới bới không? Rêu bới bới cho đây nè, ống nè, nè nè. Không có đâu. Ok. Có sao nha? Có. Một con, hai con gì đó. Có. Bữa qua biết đặt thêm ở đây vài ống nữa ngon rồi. Tiếc ghê. Đây ba ống hay bốn ống ta? Ba ống à. Lần đầu là cầm xuống hai ống, sau đưa thêm ống nữa. Coi sót là mất lương nha. Nhớ phía trong bụi lên nè. Hai ống là có hết nha các bạn. Anh em tao ơi. Đâu? Đây. Ui. Không có. Không có. Ba ống hay bốn ống ta? Ba ống à. Ba ống hả? Ba ống à. Rồi để đây mình trút cho anh em xem. Chung mình đi thả lương á, thích nhất cái giai đoạn mà dở mà nước nó chảy riu xuống á. Thứ hai là dở làm tạch. Em thích cái đoạn mà trút ra thử á. Rồi bây giờ đây mình rút cái ống nạn ra trước đây. Đây. Khui. Khui các bạn ơi. Có gì không nè. Ba con trời ơi. Ba lốt bốn con. Trời mình rút là biết rồi. Mình rút. Con lươn kia to chứ. Mình rút là nước nó chảy nó cạch. Đây rút ống đây. Trời đảo các bạn ơi. Trời ơi. Ống đây thì một con. Hai con nhỏ. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Xéo. Ba ống chín xéo con. Các bạn ơi coi đây. Ba ống đầu tiên. Ôi, con này to hơn được coi. Các bạn ơi. Rồi Triết ơi. Dạ. Bây giờ con về con lượm cái thùng sơn để mình đựng. Dạ. Rồi, con lấy xe chú về đựng. Ô các bạn ơi. Mình đạt ba ống đầu tiên mà. Ống này. Thật sự. Anh trút trùng luôn á. Không cần đâu. Để chiều cho mấy chú ông lấy ông thợ nữa. Ồ, đã quá cả. Ồ, mình dỡ nước nó chạy riu là mình phá rồi. Thảo thấy thành công không? Này là quá thành công rồi. Ôi. Hấp dẫn quá. Này đây ơi. Còn là 24 ống nữa nha. Này kiếm là chắc cũng vài ký. Ồ. Xéo con này mình nghĩ tầm chắc cỡ anh em 6 đạn rồi. Xéo 3 đạn rồi. Quá đã luôn. Con nãy con bự chui rồi. Ồ, mình mới nãy là mình không nghĩ là dính nhiều, mình nghĩ là dính cả ba con hai con mà có lưng bự, mà thật sự là mình khui ra là bốn con lưng đồng đều nhau luôn. Lưng bự. Ừ. Có con lưng bự tuyệt đối đồng luôn á. Để qua lại cho anh em xem nè. Ôi đã quá các bạn ơi. Hai con lưng bự đồng nè. Bữa qua mà đặt thêm trong đây có hai ống nữa rồi y bài à. Do cái hồ nó còn hơi rộng nha các bạn, nếu mà bữa qua mà đánh thêm
cỡ 2 ống mà mình rải ra mình nghĩ sẽ có thêm, sẽ có hàng thêm. Ồ, nó cái đường mương này, cái đường mương nó còn rộng mà. Rồi bây giờ mình sẽ đi thu ống tiếp theo nha các bạn. Rồi bây giờ mình mới về lượm cái thùng để đựng lương các bạn ơi. Ừ, con này bự nè. Quá đã luôn. Xéo con. Ui, con này cũng mập hậu. Con này mập hậu. Ui trời. Quá đã luôn các bạn ơi. Ừ. Nó là vừa bự không nha. Đầy thùng này thì về quá. Thiệt nói đúng cái gì. Một ống ba con mà hai ống xéo con là y giờ. Mấy ống nữa chú à? Còn 2-4 ống nữa con. 2-4 ống nữa. Rồi bây giờ mấy anh em mình tiếp tục đi thu nha. Sáng sớm có ông chú đi đi cắt cỏ rồi. Chú ngày xưa là chú thả ống trống này nhiều lắm không chú? Lúc chưa thở đâu được có nói nữa. Dạ. Cái đường xi đen ấy thở. Dạ. Thở coi lú thú. Dạ. Lúc trước con họ cách đây mười mấy anh em con cũng hay đi thả mới nhiều lắm. Bữa nay hết rồi chú, bữa nay người ta rà nhiều quá. Đúng rồi. Mà sao chú cái cỏ sớm vậy chú? Sớm rồi thì dạ, giống ở Bỉ á. Dạ. Cho nhọn hoàng lắm. Dạ dạ. Nên giống sớm. Dạ. À, cái, chú cái cỏ nhanh đủ con đi làm tiếp đây. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình tới cái điểm tiếp theo, chỗ đây mình đặt 2 ống này. Giấu giấu. Dạ. Không có đâu. Ủa nó chạy suông vậy là không có hả chú? Ờ, nước nó chảy rạc là không có. Nước chảy riu là mới phê các bạn ơi. Trong nước chảy mà nó riu nước là... mà nó là từ từ nó phái. Không có đâu. Mương này hai ống này mớm rồi các cái bạn ơi. Cái mương này người ta rà nhiều quá. Đúng rồi. Không. Dưới mương này là cách đây khoảng 20 ngày trước là người ta đặt ống, đặt mấy đêm liên tiếp hết luôn rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống cái điểm đặt ống tiếp theo nha các bạn. Bây giờ mình xuống cái điểm tiếp theo này nè các bạn ơi. Thử có đi không? Những có. Làm luôn. Bốn con. Không có, có một con, một hai con nhỏ. Cầm là biết nè. Cầm ống là biết nè. Tôi phải mở ra mới biết chứ. Nghe không? Nghe con nghe à. Một hai con gì. Một hai con. Cứng quá. Sắp ra rồi. Bình thường là lúc trước cầm mình cái nếp này là làm cái cây rút các bạn, xóa lỗ, ghim xuống đất, rút ra nó rất là dễ luôn. Mà nay anh không làm mà. Khui bạc. Khui. Một con uống luôn. Rồi, con này cũng được rồi, cũng bự rồi. Đúng rồi đây. Ủa rút cái ống rồi, tê đe luôn á. Trong cứng ống ui đều một con cũng được các bạn ơi. Chỗ này muốn mình chia ở đây này. Wow chạy mất. 2 ống ở chỗ đây chính được một con nha các bạn. Tiếp tục cuộc trình, hồi sớm mình thu được mấy ống rồi ta? 3 ống, 4 ống, 7 ống. 7 ống mà được 7 con. Để bây giờ trung bình mật độ nó giảm xuống một tí cơ. Giảm xuống một ống chính một con à. Sao lạ ta? Cũng hơi lạ. Lạ. Nghĩ là 27 ống là sẽ có gần 30 con. Mình em 100 con lận mà. Xuống rồi, chú ơi. Rồi bây giờ mình sẽ xuống ngay chỗ kế bé, chỗ đây một xíu này. Mình sẽ chỗ đây 3 ống không ta? Mà 2 ống nữa anh Toàn. 3 2 ống. Bữa giờ muốn qua bên này là 4 ống. Rồi bây giờ tới cái điểm tiếp theo nha. Này phủ rồi mình. Hui. Có đâu có 4 con lươn. Có, nước riu rồi. Đây này.
có mấy con chú? Con một hai con không biết. Con đó hai con á. To hay nhỏ thôi. Cứng như ta. Khui. Hai con. Hai con nhỏ. Hai con nhỏ. Ừ, nó chết rồi anh Toàn. Không phải không? Má chết rồi. Chết một con. Nó ngọt của nó chết. Chết một con. Rồi, phía trên này nữa các bạn ơi. Hai con chết mất một con. Thì bạn mà ấm còn lại sẽ có con gì trẻ, chuột cái sao? Chuột. Ấm này nó đây. Khui. Tại dữ quá. Mớm à? Không có. Chỗ đây dính được hai con, hai ống dính được hai con. Trong bên có con đó. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển xuống điểm tiếp theo. Rồi bây giờ mình xuống cái điểm tiếp theo nha. Chỗ đây mình đẹp một ống này. Có sao? Có. To lắm các bạn ơi. To. To hay là nhiều ta? To. Cái tiếng này sao con nghe cái tiếng giống như tiếng lúc đầu á. Chứ lúc đầu được 4-5 con á chú. To. Không, cái đây ít hơn. Một hai con vậy. Hai con luôn các bạn ơi. Trời ơi. Trời má luôn. Nó đưa cái đầu. Đi mấy đứa. Đưa cái đầu hết hồn luôn. Ừ. Thật sự là quá mang mát luôn. Đây mình đi thẳng cái này luôn rồi Hiệu ơi. Đảo quá các bạn ơi. Trời. Nếu các bạn thích mình làm thêm cái phần thứ hai thì mấy anh em bình luận ở phía dưới giúp Toàn nha. Do mình biết rất là nhiều điểm, cái điểm đánh có lương mà mình sợ bị mất trộm nên mình không dám đánh. Chứ thật sự mình biết rất nhiều điểm có lương luôn. Mà đánh xác suất mất ống tầm 80% các bạn ơi. Kiểu nó nằm ngồi gần đường quá, gần đường cái. Đây một ống này. Mấy cái mương mà luôn đánh trong lùm vậy, bụi như thế này. Xác suất có. Ôi trời. Có con. Một hai con này, nhỏ ơi. Lương nhỏ không có lương bự. Tiếng lương nhỏ. Dạ. Thả ống đấm. Có. Ống này bắt điện quá. Cứng gì. Em quay cho anh em xem luôn. Hơi cứng các bạn ơi. Nè anh Tị. Hai dưới đợi. Hai không? Quá hai. Có đường mưa này không ấy? Không, có. Mưa này mới thu mà. Con. Nhỏ. Đó không? Mưa này mưa luôn nhỏ anh. Giờ đi thu với. Thấy đã không? Ú không? Khúc này còn hai ống nữa nha các bạn. Hai ống. Để mình nhớ. Ngay đây rồi, chỗ đây. Đánh lương là dễ mà. Không để là dễ bị mất ống lắm nha các bạn. Ui.
không có. Không có. Hồi đó không có miếng nước nha. Anh trút nước ở dưới trước rồi. Có thôi lượng mưa dính được ha, hai con nhỏ à, dưới hai dưới ngoài kia thì được hai con, một con to con nhỏ, nếu trong khu đây được bốn con. Ê, như là một ống là một con luôn anh Toàn. Rồi tới hả, mình nghĩ ở đây là tầm cỡ hơn hai cái lương rồi các bạn ơi, thật sự luôn. Đây này nhiều quá. Ủa nó kêu, nó kêu làm như con nhái kêu. Rồi anh em mình tiếp tục còn tầm cỡ mười mấy ống nữa nha các bạn, quá đã luôn. Rồi tới điểm quay điểm đặt ống tiếp theo của mình, mình đặt ống mình giấu kỹ quá bây giờ tìm không ra các bạn ơi. Hậu mình, quay quanh chỗ đấy mình sợ người ta lấy, mà bây giờ mình tìm không ra để mình lấy luôn. Tiếp kéo chỗ này tiếp. Có không anh Tông? Có. Tiếp. Quanh đấy Hậu ơi. Mình giấu kỹ quá bây giờ tìm không ra. Để mình đổ cho anh em xem. Qua 40 con lươn luôn. Lưu to không? To. Chết mất. Nước nó lớn quá, nó ngập các bạn ơi. Quanh vô đây nè. Đẹp kỹ quá, bây giờ mình tìm không ra luôn. Có không Hậu? Có. Hậu, anh lấy nào phía trong kia không? Không, phía trong kia thì không có đạt. Quanh đây nè. Giấu kỹ quá bây giờ tìm không ra. Phù ráng. Nhỏ xíu à. Đâu ta? Này không có. Nhớ đạt chỗ đây nè. Bất cứ lá gì bỏ xuống ta. Ê, gai không à. Nhớ mà đẹp à. Quanh đây mà đâu ta. Không. Em đi kiếm đi. Bị mất một ống rồi các bạn ơi, bị kích thủ hắt một ống rồi. Mình mò sáng giờ sớm giờ chung mình đặt chỗ đây mình nhớ mà bị người ta lấy rồi. Mình nghĩ ống này chắc có lương nhiều á, lương nhiều cái người ta lấy về luôn các bạn ơi. Thôi không sao, nói chung là mình tiếc cái ống, không phải tiếc mất cái ống ông lương, mà tiếc là có lương trong đấy mà bị mắc rồi, rất là uổng các bạn ơi. Cũng may mắn là hên là mắc có một ống ấy, với lúc trước là mình đi kém là 30 ống thì mắc khoảng là 25 ống. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tới điểm tiếp theo nha các bạn. Bây giờ mình tới điểm tiếp theo. Chung mắc cả ống buồn quá các bạn ơi. Nghĩ ống nó có lương mà rút khó quá, người ta lượm nguyên ống luôn. Buồn thúi ruột. À, bước qua tấm cỏ nào rồi. Còn trong đây nè, phải không? Đây.
Không có. Nào, còn ống ở chỗ đây nữa nè. À, đây. Buồn quá. Khui hàng. Mùi nó chạy dữ quá. Chạy quá. Quá chạy luôn. Rút ống mà mấy anh em thấy nước chả ào là thôi buồn à. Dùng chắc máy nó muốn này kích thủ kích nhiều này. Bây giờ còn 2 điểm nữa nha các bạn. Bây giờ điểm tiếp theo các bạn ơi. Sao không qua nước nước lớn bây giờ nước rút trơn rồi ta. Chết rồi. Có. Ồ. Nước qua lớn sao bây giờ rút qua nước mương chảy. Rút trơn. Nước nhỏ này. Wow. Này cứng quá. Làm ăn lương bất tiện quá. Con này nhỏ rồi. Biết một con. Nè. Đây đặt bài ống à. Qua nước lớn thì nước mương rút luôn à. Lương này lương nhỏ không ba? Con nhỏ một xíu à. Nhỏ lên con nhỏ. Nhỏ mà nó vàng nghe. Mưa lại có mà lưng con này các bạn ơi. Hôm qua đánh nước lên tới đây nè. Bây giờ rút còn một xíu à. Có. Chắc con lươn như chiếc đũa quá. Chắc con lươn như chiếc đũa rồi. Trời bờ hai con chút xíu. Lươn này về mình cho chiến kê. Rồi bây giờ là tiệm tiếp theo nè. Lươn cái mương này lươn chút chút không các bạn ơi. Không có lươn bự. Móm. Lươn chút à. Mương này lúc trước lâu rồi mình thả cũng có lưng bự à. Đồ xếp à. Ghê. Gà mấy chủ sao dính cái lép. Gà mấy chủ dính cái lép. Xếp rồi có bịt có áo gì không vậy xếp. Cắm cầu không mừ. Có. Đây bà. Giờ một con này mười lưng này nhỏ nhỏ không à bà mừ. Chút như con tan mày. Dạ. Ông Mưu đào ao thả ốc biêu ấy. Lỡ nó lục rồi sao? Nó trâu đế sao ông Mưu? Nó lục nó trâu sao? Ấy là gần Tết nó lục sao? À, áo này ông Mưu. Áo đen bữa nào con đi chợ con á. Con đi chợ con ấy con cho. Cho ít ký. Có con. Nhỏ không? Ông hứa hoài mà ông. Đây bữa nào đây con mua cho thỏ. Rồi. Nó bị ngập nước rồi. Xíu rồi. Ô ống rút. Ê tèo quá. Mày ống là được Hậu. 6 ống rồi. Còn một ống á. Ống là quanh. Ống là gần nè. Ống cuối cùng. Cuối cùng điểm này. Còn điểm em muốn gì nữa. Không có. Ồ. Lương ở cái khu đây chút à, nhuộn đàn vậy. Rồi bây giờ mấy anh em mình. Cái điểm này là điểm cuối cùng nha các bạn. Điểm này còn 3 ống nữa. 3 ống cho đàn ống nè. Đem thùng cho em cho anh Tùng. Ơi cẩn thận nha. Nó ngỏ cái chắc khép luôn á. Rồi đây con ống rồi ta. Nó đây con ống rồi. Wow. Lỡ ta.
nó đang có một ống này, ống đây, một ống treo, đây ba ống, hậu quanh 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 né hậu rồi, dạ. Đây có này. Có chưa? Này. À. Có gì vậy? Trung Quốc. Có. Đây có. Nhỏ rồi. Nhỏ. Ông này có không hậu? Trung Quốc hình toàn. Không có rồi. À. Cảm ơn. Hai con nhỏ nhỏ. Hai con cũng được. Còn ống nữa ta. Còn ống là đâu phía một ống á, ống ngay chỗ cái trụ này. Trong này được hai con cũng nhỏ nhỏ. Ống cuối cùng đây. Ui. Không biết có gì đây không? Mõm. Nước chảy rào rào mà. Rồi, bây anh em chốt rồi. Kết quả. Ui có con này nè, này. 27 ống. 27 ống mình nghĩ tầm cỡ 3 kg lương. 3 kg. Wow. Quá đã luôn các bạn ơi. Rồi. Quá thành công. So ra vậy là anh em mình đạt 27 ống rồi, cỡ tầm 3 kg lương là quá nhiều các bạn ơi. Thành công dữ lắm rồi nha. Bây giờ anh em mình sẽ về chế biến ẩm thực. Món gì ta? Giờ nhiều rồi, món gì ta? Rồi anh em ơi. Mình cho ông anh mình mượn ống này, ông lượm về cho con, lượm hai lượm con nào to anh, u con đỡ anh, anh. Ồ, lượm thêm con nữa này, lượm thêm con nữa về nó nấu cho ông biết đó, ý kiểu, hàng này chắc được 3 lạng không anh này, biết sao hai con 3 lạng, hai con nửa ký mày, ồ mập, con này về nó cháo ý kiểu này, kiểu, quá đã luôn. Bây giờ để mình đổ cái thành quả của mấy anh em mình từ chiều hôm qua tới giờ nha mọi người. Wow, quá đã luôn. Mấy anh em mình có cho anh ông chủ ông trúm hai con siêu to để về anh nấu cháo cho con ảnh nha. Bây giờ còn bao nhiêu đây các bạn ơi. Mấy anh em mình căng là 2,8 kg nem đó các bạn ơi. Trời ơi. Quá đã luôn. Bây giờ chú cho Triết cho một món, hậu cho một món, mình làm hai món không? Chứ nói chung clip mà cũng tương đối dài rồi. Hai chắc món rồi chú ơi. Ừ. Cho em làm món lương xào lá lốt. Rồi, sếp. Điều này cũng ưa cháo quá, chắc cháo cháo lương phải không? Cháo lương với nghệ. Ồ, cháo lương với nghệ là con biết đặc sản đâu không? Dạ không. Thôi Nghệ An. Giỏi, 10 điểm. Rồi, bây giờ mấy anh em mình sẽ vô làm lương sạch sẽ rồi anh em mình sẽ chế biến món lương hai món tại nhà đất của mình nha. Bây giờ mấy anh em ra làm sạch sẽ nha. Wow, đã rồi. Con này bự rồi. Không. Hai con to nhất là cho anh Minh nè. Hai con to nhất là cho. Mà còn mấy con to cũng còn có trại nè. Mấy con này to đùng rồi. Đây này các bạn ơi. Nếu mấy anh em ở thành phố mà đi chợ mà không biết con lương đồng hay con lương nuôi ra mà mình chỉ cho anh em cách phân biệt rất là đơn giản nha. Mọi người nhìn cái đuôi này. Khi cái chóp đuôi con lương đồng á là cái chóp này là nó nhọn nha mọi người. Đó. Còn con lương lương nuôi á là cái chóp nó chỉ nó bầu nó tới đây này. Mà nó tròn. Nó tròn nó chỉ tới đây chứ không có cái khúc đây. Nó chỉ tới đây nè. Đó. Nên đây là một mẹo để mình chỉ cho mấy chị mấy cô mấy bạn nội trợ nào mà để đi ra chợ mua tránh mua phải hàng nhái và hàng giả nha các bạn. Đó là công thức để mình phân biệt giữa con lươn nuôi và con lươn đồng. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ đi chế biến mấy con lươn này cho sạch sẽ nha các bạn. Rồi sau một thời gian thì mấy anh em mình đã làm lươn sạch sẽ rồi nha các bạn. Anh em mấy nãy thấy lươn quá chừng mà bây giờ biết sao còn ít gì không. Mấy chú hàng xóm á, dưới mấy anh em hàng xóm á, mà mình thấy mình thở lươn có với nhà có cháu nhỏ á. Cái mấy chú mấy anh rồi tới xin người người con không con về nấu cháo cho con nhỏ các bạn ơi. Mà tính mình á là ai xin gì là mình cho những cái đồ gì mà ngon nhất mình mới cho. Nên mình cho những con lươn to, còn những con lươn này để anh em mình làm clip. Nói chung anh em mình thì ăn uống thì không có thiếu thốn gì nên cho mấy con bự đi về nấu cháo cho mấy cháu nhỏ ăn cho tâm bổ nha các bạn. Thảo. Rồi, đúng rồi.
mình cho là mình phải cho đồ ngon chứ mình không có cho đồ dở được. Bây giờ mình lương này mình sẽ úp gia vị nha mọi người. Mình sẽ úp mình xào là lá lốp. Đó. Món xào lốp phải đơn giản nhưng mà hiệu quả lắm. Không, lá lốp lương xào lốp là đỉnh cao luôn. Thì đó hiệu quả đó. Chính xác. Chưa ăn. Chưa ăn hả? Chưa ăn hả? Lương khó ăn không tiếc rồi. Con đừng ăn. Con xào lốp ăn bệnh dưỡng á. Bị bệnh ghiền á. Bây giờ mình sẽ úp gia vị nha mọi người. Đây. Là mình nguyên một tô. Sẽ úp xíu ra thôi. Chẹp để gia vị làm mình còn phi lên. Đó. Mình sẽ nêm muối. Một xíu đường thôi. Đúng một xíu luôn. Đúng rồi. Một xíu đường nêm, một xíu muối luôn. Hạt nêm. Úp tầm có 2-30 phút cho con lương nó thấm gia vị nha mọi người. Lương này lương nhỏ không nhanh thấm. Cắt nhỏ không nhanh thấm. Nước mắm. Chạm nướng mình xúc dưới bánh tráng. Đi bà luôn. Lương xúc bánh đa. Bánh đa không đó. Đây mình sẽ trộn lên nha. Không, ở ngoài miền Bắc là kêu là bánh đa tráng. Wow, lương mà xào lá lốp là gọi là đẳng cấp luôn. Này lương đồng có đuôi con nào cũng lấy dài thật lòn ha. Đúng rồi. Còn con lương nuôi á, lấy cái đuôi nó tròn nó cục ngắm à. Còn bây giờ dạ. Cái lương này mình sẽ bỏ vô mình luộc đi, mình luộc xong sẽ mình vớt ra mình tao đi, tao để cho con lương nó ngọt và nó không có cái vị tanh nha mọi người. Cũng là tương đối là chất lượng á, không phải đơn giản đâu. Hồi sáng làm kỹ lắm mà. Dùng hôm nay gọi là công sức của anh em mình từ chiều ngày hôm qua tới giờ. Đào trùng rồi đi thả ống rồi đi thu ống. Nói chung là hôm qua giờ là quá thành công. Nếu dài bao nhiêu giờ là thành công quá rồi. Nếu anh em nào mà thích hôm nào Toàn sẽ làm một clip đi thả ống tiếp theo thì mọi người cứ bình luận ở dưới nha. Toàn thì định chia phi ra cho anh em thi đấu mà bây giờ mấy anh em trong team mình thì không biết đạt ống lương nên bây giờ thi mà nó không biết làm thì làm sao mà thi được các bạn. Nên nếu anh em nào yêu quý hôm nào Toàn sẽ tìm những cái điểm nào mà gọi là uy tín, chỗ nào mà gọi là xác sức lương khoảng 80% thì mình sẽ đạt ống nơi đó nha các bạn. Nói chung là mình đều dở dở cùi cùi với mình, con mắt mình nhìn cũng là tương đối ổn á. Mình nhìn chỗ nào có lương là mình nói chung mình biết à. Lương thì biết điểm có nhưng mà sợ mất ống thôi. Đúng là anh em mình về mất ống. Mình là mình biết rất nhiều chỗ điểm để đạt lương á, mà mình đạt là khả năng những cái nơi đó thì sẽ xác suất mất ống rất là cao nên mình không có đạt. Hôm nay mình cũng mất một cái chứ. Mất một cái. Nói chung anh em là cứ yêu quý mấy chủ đề này mà đi tự đi tìm thức ăn về nấu vậy à. Mình sẽ làm tiếp theo nha các bạn. Mình đang set up chương trình đang làm một dàn câu 250. Vô trong hồ khế mình sẽ đánh tầm có 3 ngày, 3 tới 4 ngày trong hồ khế nha mọi người. Để em thử món trình lên chứ hồi giờ em cũng chưa có dùng trình bao giờ. Nói chung mọi người cứ đợi Toàn đi. Toàn sẽ chuẩn bị nè, dàn câu lưới mà gọi là lưới gọi là siêu khủng à. Siêu khủng. Nói chung mình đủ đồ chơi mình mới vô trong đấy mình đánh bắt được các bạn ơi. Dùng phải dầu phục thù vậy mà đi vừa rồi đi 3 ngày mà không có hàng, không có ba được con hàng nào nên tương đối là bức rứt trong người, rất khó chịu. Về mà hôm qua hôm kia giờ về mấy ngày mà mình rất là khó chịu luôn. Ngủ không được mà. Không, thật sự các bạn ơi, đi mà không có cái hàng gì mà to to để quay clip cho mọi người xem thì nói chung là trong cái thâm tâm mình rất là khó chịu. Mọi người cứ đợi Toàn đi, đợi Toàn cả tầm có cuối tuần sau, cuối tuần sau Toàn sẽ dưới một ông anh của mình á sẽ vô đồ sát trong đấy nha. Nói chung là mình đi mấy ngày, mình thả mấy ngày để mình kiếm hàng mà không có con gì mình cũng buồn thế nè. Giờ mình chấp nhận phải vô địch trong đó, mình phải đánh dàn câu câu đáy. Mình chắc chắn là mình nghĩ trong đấy đánh dàn câu đáy thì mình nghĩ cũng là 70-80% mình sẽ qua hàng nha các bạn. Chắc chắn luôn, từ 70-80% mình sẽ qua hàng. Thật sự luôn. Vì trong hồ cái khế đó là trình rất rất là nhiều luôn á. Mà rất là khó bắt nó.
nên mình nghĩ đánh dạng cầu vàng thì chắc chắn là sẽ hiệu quả. Con cũng mong là như vậy đó. Rồi bây giờ mình chờ lươn nó ra cái chất ngọt đi, xong đó mình sẽ vớt lươn ra, mình sẽ tao, mình đổ ngược vô lại trái nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tao lươn nha mọi người, tao lươn mình sẽ bỏ vô nồi cháo. Nè. Cháo rồi con mới nghệ. Quá thơm luôn. Để đâu. Phi vô thơm nha mọi người. Thì đây cho thơm này sẽ bỏ lươn vô mình xào. Đây, lươn còn bốc khói nè. Đó. Cháo mình nghĩ là lủng son luôn. Cháo này thôi như một đống lươn này, nó ngọt lủng son thiệt. Bỏ hạt nêm. Xíu đường. Bột ngọt. Muối. Rồi chú cho chút nước mắm nữa Tiết ơi. Dạ. Thơm quá. Đây. Quá thơm luôn. Sẽ cho nước mắm vô nó ngọt nha mọi người. Đó. Giờ mình sẽ xào cho nó thơm đi, mình sẽ bỏ qua cái nồi cháo. Chắc bữa nào mình cũng phải đổi mấy cái trùng, đổi lấy lại mấy cái lươn quá chú ơi. Bữa qua cũng hai cái trùng á. Quá thơm luôn. Quá đã luôn. Cháo này mình nấu chín xem đó. Mình sẽ xào lươn luôn, xào lươn mình dứt luôn. Giờ anh em sáng giờ hoàng cũng đói à. Chưa ăn sáng. Cái lá nó hoàn toàn ơi. Chưa ăn sáng hết em, bây giờ anh em mình cũng tranh thủ. Đó. Mình sẽ bỏ lươn vô đây. À quá. Quá chất lượng luôn. Mình nghĩ là đạt luôn á. Quá nếm. Wow, nếm quậy cho nó. Nếm thấy không? Cháo mà có nghệ. Đắt lương luôn. Bao thơm luôn. Món cháo mà lương mà có nghệ là hợp luôn á. Rồi mình sẽ tráng không có bỏ sót được. Wow. Tinh tí ở đây không nè. Đúng rồi, tinh tí ở cái khúc đây nè. Quá thơm. Cho mừng Hào ơi. Quá nén luôn. Nén mà chín lá luôn mà. Chín lá rồi. Đó. Mình sẽ đổ vô. Mì tiết vô rửa chả đây chú. Chú xào lương luôn nha. Hậu chùm lửa cho Hào ơi. Mình sẽ bỏ nắm vô luôn. Mình nghĩ nồi giá này chắc 101 điểm luôn. Mọi người thấy không? Lương với nấm à. Đạt luôn. Quá đã luôn. Mình sẽ nêm lại thử vừa ăn chưa. Này mà không lủng son gì nữa. Không lủng son là hơi uổng đó các bạn ơi. Rồi. Đi bà luôn. Thì mình sẽ xào lương nữa là má nem mình dùng luôn. Kèm nữa mình sẽ cháo đây mình sẽ nhúng như rau đắng và rau má nha mọi người. Rồi bây giờ cháo đã chín mình bỏ lá hành vô nha mọi người. Wow, quá chất lượng luôn. Không còn gì để bàn. Rồi qua đây mình sẽ xào lương luôn nha. Mình sẽ phi xả nghệ ớt của anh. Mình phi cho nó thơm đi. Cho thơm con vàng đi. Wow. Khúc này thơm nè. Xả, ớt, củ hành. Đó. Lương mà mọi người giờ thích món gì với mình. Mình thích món nấu trái với xà lò lết. Lúc nhỏ mà ba đẹp đặt ống lương như thế này nè. Là về là ba xào lá lớp ăn cơm y bà luôn. Mà lúc trước là cách đây khoảng mười mấy 20 năm là lương nhiều lắm. Lương mà lương to to lương như ngón chân cái á. Lương mị không? Rồi trước em đi thả cho ba là thả là đi gánh thả không á. Chính xác. Lấy cái đồng gánh đi thả không á. Rồi thả bây giờ lương là như ngón cái. Bây giờ
cái gia vị mình đã thơm và vàng rồi nha mọi người. Mình sẽ cho lươn vô. Lươn mình xào mình không bỏ nước nha. Chiều gì nấu? Hết bò bài luôn. Chiều hết bò bài 12 lá luôn các bạn. 52 lá, 52 lá chứ. À, bộ bài 52 lá đây. Chú giờ không biết. Đúng là 54 lá rồi. Anh Toàn không? Giờ không đợi. Rồi. Đây mình xào nhanh nè, lửa tốt đây nào. Chín vừa chín tới là mình sẽ bỏ lá lốp vô. Wow. Này giống như đây xào lăn ăn cơm quá chú ơi. Quá thơm. Cái đây mà ăn cơm là vét sạch nồi cơm luôn á. Này còn ngồi ăn cơm là mình dùng khác gì không? Không. Ăn cơm không? Cái này chỉ dành ăn cơm chống chỉ định với dầu gió nha các bạn. Chống chỉ định dầu gió. Ồ, thơm quá. Cái này mà đi với dầu gió là hết dầu gió, không có dầu gió tại đâu. Hai món này là nồi cháo nữa. Nồi cháo nem rơm. Nồi cháo này là đi với... Đẹp thịt luôn á. Nồi cháo này đi với rượu á. Đi với cồn. Nồi cháo đẹp thịt luôn à. Còn cái dĩa này thì mình không biết nói sao nữa. Quá là chất lượng. Công. Chất lượng quá. Nói chung so ra hôm nay mấy anh em mình đi đặt ống lươn gọi là thành công đó các bạn ơi. Đặt 27 ống mà gần 3 cái lươn. Gần 3 cái lươn. Đó cũng gọi là trúng nữa. Cái ống kia mắc là mình nghĩ là có lươn nhiều quá mà người ta đi đi kích điện người ta thấy mà rút ra khó quá cái người ta lụm luôn mắc cái chị lẫn dài luôn. Giá như anh em xuống mò. Giá như mà làm cái ống rút nó dễ rút là mình không mắc cái ống đâu, là người ta lấy lươn nhưng không lấy cái ống đâu. Do làm cái ống cái tòi nó khó lấy quá. Mắc cái chì lăn chà luôn mọi người. Mắc anh em xuống mò cả buổi luôn á. Mò nửa tiếng hồ luôn. Wow, thơm quá. À, được quá ta. Quá thơm luôn. Hỏi tới cái lượm anh đâu đùa Hậu ơi. Dạ. Sắp chín rồi mọi người ơi. Anh em thử lại một lần nữa rồi sau đó mình sẽ cho lá lốp nha. Quá ngon Hậu ơi. Vừa ăn luôn. Rồi. Bây giờ lương đói rồi. Mình sẽ bỏ lá lốp nha. Cái giai đoạn này mình bỏ lá lốp là gió á các bạn, nó thổi đi là mấy nhà hàng xóm là thao thức vì em luôn. Không còn gì để nói nữa. Để đây và không nói gì thêm nữa không? Cái này mà nói gì được nữa đâu. Cái này là gọi là hết nước chấm rồi. Đây nghẹt mũi nó hửi này, hết nghẹt luôn. Thông mũi luôn ấy. Nó thông luôn. Xạo quá. Lương xào xương là lương xào lá lốp là cái món mà đặc sản hồi giờ. Nó ngon hồi giờ. Nói chung là làm lươn xào đó lớp thì nó đơn giản mà nó ngon lắm đó, mọi người ơi. Đấy, ăn hồi nhỏ giờ đúng rồi. Không có cầu kỳ gì hết, mà nó ngon, hiệu quả. Đơn giản mà hiệu quả thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra dĩa rồi mình sẽ vô trong cái nhà đất của mấy anh em mình thưởng thức món cháo lươn và lươn xào đó lớp nha mọi người. Rồi bây giờ chắc mấy anh em mình mời mọi người dùng bữa trưa với mấy anh em mình nha. Đây để mình múc cho ba má mình... dùng bữa trưa luôn. Nói chung hôm nay ba má bằng công việc nên không có rảnh nấu cơm được. Mình múc cho ba má mình dùng bữa trưa chung với mấy anh em tụi mình luôn. Quá đã luôn. Nồi cháo gọi là quá chất lượng. Thơm quá. Quá thơm luôn. Rồi. Sáng giờ sớm 5 giờ sáng tới giờ đói. Rồi đây mình để cho ba má mình. Để qua đây. Đó, làm im đấy con. Rồi, bây giờ mời cả nhà dùng bữa trưa nha. Cảm ơn con. Anh Tổng bữa trưa. Rồi, làm miếng cháo đi. Kính lão nước thọ. Quá đã luôn. Dùng cái tiếp ơi. Dạ. Mình sẽ bỏ rau vô một bên. Mọi người, anh em nào dùng rau thì dùng. Đó, nhúng vô cái chín đó. Hậu múc cho tiết luôn Hậu ơi. Dạ. Không trái cho chín nha. Tiết cho tiết con siêu to khổng lồ. Cho tiết lưng mập mập vô. Ăn cho nó đã công sức mấy chú chá mình đi từ chiều qua tới giờ. Quá xứng đáng. Quá xứng đáng luôn.
Thôi, mình ở nhà nha. Mời tất cả mọi người nha. Mời mọi người. Wow, quá đã luôn rồi. Là miếng lươn đồng. Ồ, bé. Đã. Quá đã luôn. Nó quá là ngọt luôn. Đỉnh cao luôn. Tuyệt vời các bạn ơi. Không còn gì để nói nữa. Ngon. Mấy con lươn nó nhỏ vậy mà nó cũng không có gọi là bở hay gì hết chú ạ. Đúng rồi. Nó dai luôn. Ngon quá. Có mọi người mà thích mấy này mình làm thêm một tập đi đặt ống trống lươn nữa thì mọi người cứ bình luận phía dưới giúp Toàn nha. Sợ mình làm nữa cái mọi người kêu sao có một cái nội dung mà đi làm lại nhiều lần. Nói chung làm cái nghề này khó lắm các bạn ơi. Chín người mười ý mà người thì muốn cái này, người thì muốn cái kia. Nói chung là khó lắm các bạn ơi. Để em làm miếng lươn à. Ăn lươn nha mấy anh. Ngon à. Đó. Lươn ngon lắm Toàn. Khỏi không? Xứng đáng. Lươn xào thịt nó xanh nó ngon. Úp. Thịt xanh á. Rút miếng nóng nám con. Lạnh luôn. Đây. Lắm. Lâu lắm rồi mới ăn lại món này. Mời mọi người. Từ cái lúc từ lúc nhỏ tới giờ mới ăn lại món này nè. Đó. Là gì vậy Triết? Ngon á, ngon không nói lên lời á. Nó rất là đậm vị rồi. Quá chất lượng. Nó thơm nữa. Lần đầu ăn món này hả? Lần đầu tiên luôn. Ngon. Được 8 năm cuộc đời. Thử bữa nay mà mình đi đặt ống trúng là so ra gần 3 cái lương rồi là đạt đó các bạn ơi. Nói chung mình tìm mấy cái điểm nào mà trong cáp trong xó rồi á là còn cơ hội với nó đánh nó hoài. Nhưng mấy điểm mình quay mà đạt ống trúng mà không có lương á là những cái điểm này người ta ra nhiều quá là không còn con lương nào hết á. Wow. Cháo quá đỉnh luôn. Mình ăn cháo có chút rau đắng rau má rồi. Ngon. Tiếp tục nha. Ngon quá. Nói gì nói cũng phải làm thêm một cuốn bánh tráng nữa. Đỉnh thật sự. Tiếp chung mấy con. Sao thịt lươn nó săn mà. Cứng cái thịt lươn. Con thấy cái này là chút kiểu như mà người lớn mà nhâm nhi được á. Ăn cái này là được luôn á. Ấy là người lớn hả? Biết nhâm nhi được không? Không, ăn không biết uống bia. Mặt Tuyết hơi bị uy tín nha anh nè. Tấm tuyệt mà. Ngon. Quá đã luôn. Cái lương đồng á, ăn thì nó ngọt mà nó béo và nó có độ dai. Quá phê. Cháo, cái nấm rơm và cái lươn nó hòa quyện nhau, cực kỳ ngọt. Cái nấm rơm nó ra nước nè. Cái lươn với cái hành, mình bỏ hành ngọt, nó ra nước ngọt. Ăn cháo thì nói anh múc nha Trí. Tuyệt vời, ăn mặt trời. Quá đã. Cầm qua giờ xứng đáng luôn. Quá xứng đáng. Nói chung là mấy cái chấm này cũng cực nha. Ừ, cực. 3 ngày nữa, 3 tới 4 ngày nữa là anh em mình chỉ đi xuống kia. Cái khu đó là bèo rất là nhiều các bạn ơi. Là cái khu đó là mình nghĩ là gần 1 năm nào là người ta đi kích điện không được vì bèo lọc bình á. Cái chỗ mà mình vừa rồi mình đánh lưới mà bị mắc ba tay lưới vì bèo nó dạt á.
mình sẽ dưới máy này mình sẽ xuống dành lỗ này, dành tầm vài chục lỗ để mình cắm câu cá lóc nha mọi người. Khu đấy là gần cả Nam đâu, bèo nhiều lắm nên người ta đi kích không bao giờ được, nên mình nghĩ là sẽ có hàng khủng như đó. Mình chỉ giờ cố lại mấy mấy cái cần câu của mình với cần mình mà nhỏ xuống dưới tải có, mình nghĩ là chịu không không đủ lực tải của mấy con cá bự đâu. Chứ xuống như cắm cá chục ký không mà. Có trèo dưới 2-3 ký, 2 ký còn á, bự. Có trèo dưới lớn. Nói rồi cá lóc cũng biết làm món gì ngon chứ. Món gì? Cá lóc hấp bầu. Phải không? Hấp trong cái bầu à. Chế bí cũng được. Với là 2 ký rồi, cái bầu nào hấp. Ừ. Có chưa? Mấy bầu ở mình trồng thôi chứ mà mùa đây mình không trồng. Mình không có bỏ lên chế bầu, bỏ lên chế bí cũng được. Ngon quá. Bầu dừa luôn. Ừ. Tiếp tục món lương xào lá lốt nha. Mời mọi người nha. Quá ngậy luôn. Nóng quá. Ui. Tuyệt vời. Xào thấm đúng không? Dạ. Thấm gia vị. Từng món này mà nhâm nhi á là đã luôn. Món này ăn cơm cũng ngon. Món sẽ luôn xào lớp à, ăn cơm mà đã. Nhỏ ba hay thả về xào ăn cơm. Nói chung là ở quê mình là lúc trước là đa số là 10 nhà thì 7-8 nhà là có ông trúm để đi đặt lương á. Lúc đó là lâu, mười mấy 20 năm rồi. Nói chung lúc đấy đặt lương về ăn chứ bán thì cũng không bao nhiêu tiền đâu. Ừ. Mà lúc đó lương nhiều. Lương nhiều. Lương con nào cũng lấy nhiều có chân cá vậy á. Nhà ừ. Con đông nữa các bạn. Cứ thả ống về cái có cái nấu ăn gia đình. Nhiều thì để dành 2-3 bữa. Cứ tao lên xong cái để đó không bị hư. Nếu không thật sự hai món hôm nay làm hai món này rất là đỉnh luôn, ngon cái lượng á. Bây giờ chắc mấy anh em mình xin dừng clip tại đây. Mọi người yêu quý mấy anh em mình thì cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để kênh mình có động lực để làm những video tiếp theo cho mọi người xem nha. Bây giờ mấy anh em mình xin phép chào mọi người nha. Chào mọi người nha.